Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Đảng ủy Quân sự tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Trong một góc nhìn sự thật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một số kết quả nổi bật mà lực lượng vũ trang tỉnh đã đạt được trong công tác này. Kết quả quan trọng nhất được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện trong năm qua là tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, kiên quyết phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng ở tất cả các khâu trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Để đạt kết quả này, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cơ quan đơn vị các cấp đã nắm chắc được mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, quán triệt và triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các nội dung của nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị. Với cái tinh thần là làm lan tỏa cái thông tin tích cực để rồi lấn át những cái thông tin sai trái, những cái luận điệu phản động thù địch, thì là chúng tôi tăng cường là đăng tải những cái thông tin là về là gương người tốt việc tốt, rồi những cái điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những cái mô hình hiệu quả, để từ đó là góp phần cổ vũ động viên tinh thần của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với vai trò nòng cốt, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong lực lượng vũ trang của tỉnh đã kịp thời làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những tác động ảnh hưởng tiêu cực của mạng xã hội vào nội bộ quân đội. Thực hiện có hiệu quả đề án quân đội phòng chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới. Tham mưu thực hiện chặt chẽ công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin mạng. Tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy các cấp trong việc đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, phát huy cái tinh thần của đội ngũ cán bộ đảng viên, thường xuyên kiện toàn bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ là làm công tác đấu tranh trên không gian mạng, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng, nâng cao nhận thức, giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng, nhận định đúng thông tin, nâng cao cái trình độ kinh nghiệm phản biện trước các cái thông tin xấu độc trên không gian mạng. Với những kết quả đạt được, đã góp phần quan trọng nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng bản lĩnh, động cơ đúng đắn, kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong lực lượng vũ trang tỉnh nhà.